Chào mừng chúng mày đã đến với trò chơi của tao. Luật chơi rất đơn giản. Người nào về đích trước sẽ là người chiến thắng. Trên đường đi có 3 sự lựa chọn: tấn công, phòng thủ và nguy hiểm. Kẻ nào về đích trước là kẻ đấy thắng, hoặc là người sống sót cuối cùng. Trò chơi bắt đầu. Mày có gì ở tao? Lòng dòng đang ở đâu? Nói! Có chết, tao không khai! Đã thế thì đừng trách tao. Mày, mày định làm gì tao? Làm gì ạ? Đi thôi, bà nào! Gọi nè, tao đâu vậy? Đi, nhảy, đi. Long Dùng, mày mau thả bọn tao ra. Mày đã nói bọn tao thắng là sẽ được thả cơ mà. Tao chưa bao giờ nuốt lời cả. Nhưng mà sao? Một đứa phải ở lại. Chúng mày chọn đi, rồi nói với tao. Mày. Em đi, anh tớ sẽ ở lại. Không được, tớ sẽ ở lại, để tớ. Tớ có cách rồi. Cách gì vậy? Chúng ta sẽ thức thăm. Ai cũng phải gây nắng nhất thì sẽ phải ở lại. Nhưng mà như thế không được. Không sao, chúng ta lại xung quanh quyết định. Quyết định vậy đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chơi của cậu cho bọn tớ xem đi. Được rồi, hai cậu đi đi, tớ sẽ ổn. Long Tông. Xong rồi, mình còn đồng ý đấy. Đúng vậy, hai bọn tao sẽ là người đi. Được. Đóng cửa lại. Đại ca, để nó đi dễ dàng vậy sao đại ca? Làm sao tao thể để nó đi dễ dàng vậy được? Làm được đi. Em hiểu rồi ạ. Cả tên Long Rồng nữa. Tên Long Rồng, hắn ta sẽ không để làm vậy đâu. Bọn chúng nhất định sẽ bám theo chúng ta đấy. Nó vào. Sao có ai thế này? Lên đi, lên. Nhanh! Nhanh! Đúng rồi!